Hey, xin chào tất cả mọi người, chúng ta đã quay trở lại với kênh Dear Tarot, tâm sự cùng người lạ Tara. Và ngày hôm nay thì rất là thỏa theo yêu cầu của một cái bạn đã nhắn Dear và cùng với Metaphysics cùng nhau làm một cái nội dung khá là thú vị, đó là về familiars, những con thú trong đời sống của phù thủy. Yeah, ta không nhớ là phù thủy đâu, đời sống pagan. Của những người pagans, những người mà hơi có tâm linh chút xíu. Cho nên là tụi mình nghĩ là nhân một cái clip tụi mình gọi tám sàm thì mình có thể nói về cái chủ đề familiars và đôi khi sẽ nhắc hơi về menageries hoặc là animal totem hoặc animal spirit. Đúng rồi. Trong cái clip này tụi mình sẽ cố gắng đem đến cho các bạn nhiều kiến thức hoặc là thông tin nhất về những cái con thú, có thể những cái khái niệm về con thú sẽ xuất hiện trong quá trình các bạn đi tìm hiểu về phép thuật, tìm hiểu về witchcraft hoặc là sống một đời sống pagan thì nó sẽ đụng những cái thông tin như thế nào. Ok. Ha. Rồi, thì ngày hôm nay thì là có mình, Ditaro, anh Minh, là Đặng An, con nhà lửa, và cuối cùng là anh Thiên. Ôi, cháu có tên gì hết hả chị? Anh Thiên. Yeah, miệng đời. Miệng đời. Tôi hay đơm đặt cho người ta lắm mọi người. Mình bớt đơm đặt cho mình thấy. Rồi. Ok, thì bây giờ thiệt ra là tụi mình phải nhìn thấy một cái điều là các bạn động vật đã gắn liền trong cái cuộc sống của con người từ rất là xa xưa, và vì thế cho nên là rất nhiều cái cổ mẫu là loài động vật được lấy để tạo thành những cái hình ảnh như là thần tượng, tượng các vị thần nè, hoặc là lấy đó làm như một cái gọi là một cái animal spirit, là một dạng một cái tinh thần thú để đúng một rồi. Số những cái tộc người, như những cái tộc người ở châu Mỹ hoặc là những cái tộc người mà người ta du mục á, người ta có một cái niềm tin sâu sắc về những cái loài vật đó mà họ thờ phượng những loài vật đó. Đúng rồi. Ví dụ như một vài niềm tin ở Bắc Âu, người ta cho rằng là dù người Đức á thì họ cho rằng là cái loài vật mà tổ tiên của họ là loài sói. Hoặc là người Pháp á thì họ tin rằng tổ tiên họ là một loài khác hơn nữa. Đúng rồi. Ví dụ vậy, nó cũng rất là thú vị. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái animals spirit và familiar trước. Giờ vô xả thẳng familiar đi ha. Hay là animal spirit trước. Thôi sao cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là phải giới thiệu một người bạn nữa mà nãy mình không có giới thiệu, đó là Kuno. Bắt nó ra đi chứ nãy giờ đó. Kuno. Nó bẹt. Nó đang bẹt nè. Kuno ơi, ra con ơi. Đây là Kuno. Ani Kuno nè. Đây là Kuno, và nụ là một familiars của Metaphysics. Rồi vậy thì sẵn nhắc đi, vậy thì Metaphysics là gì? Lộn bậy. Xin lỗi. Familiar là gì? Familiars là gì? Thì thiệt ra là theo cái niềm tin của witchcraft á, familiar, đừng có cho nó chạy vô cái cây đèn nha, là hồi này có mùi hơi thịt nướng nó kỳ lắm. Thì theo cái niềm tin witchcraft thì familiar nó là một cái con thú, nó có thể là một con thú có thiệt hoặc là không có thiệt, và cái con thú đó nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình mà các bạn thực hành witchcraft, hoặc là trong cái quá trình mà bạn nghiên cứu về pagan, nghiên cứu về thế giới tâm linh của các bạn. Và cái con thú đó đến để làm gì? Đôi khi đến như một người bạn đồng hành, đến như một guardian, người hướng dẫn của bạn, một người giám sát luôn, supervisor. Và nếu mà bạn nào đã từng xem cái bộ phim Sabrina, thì trong Sabrina có một familiars, chính là Salem, con mèo đen của Sabrina, của cả nhà luôn, của cả nhà Spellman luôn. Là con mèo màu đen, con Salem. Nếu như mà các bạn coi cái bản này á, thì con mèo đó sẽ không biết nói. Chứ nếu như mà các bạn mà coi cái bản mà gốc cũ á, thì cái con nó sẽ là con mèo biết nói và nó nói chuyện rất là bá đạo. Đúng rồi. Nó đã bao nhiêu lần định hôn tính thế giới nhưng cuối cùng nó bị biến thành con mèo. Siêu vui luôn, mình siêu thích con Salem đó luôn. Và ở trong bộ phim có nhắc đến một cái tình tiết, đó là một cái thực thể tâm linh ở trong rừng, nó giống như là một thần Pan vậy đó. Và sau đó thì cái thần Pan nó biến thành con mèo, là ý là lúc mà Sabrina muốn có cái con đó là Sabrina đã vào rừng và kêu gọi, đọc một cái câu spell để triệu gọi cái familiars của mình. Thì sau đó tối ngày hôm đó thì Salem mới xuất hiện với hình bóng của một cái con bóng đen đen đó. Rồi hóa thành con mèo đen đó. Vậy thì các bạn có thể rút ra được gì từ đó? Tức là thông phim cũng là một dạng để các bạn trí thức thông tin. Thì nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một con thú đến
trong quá trình các bạn đang làm một cái sự kiện ma thuật nào đó, hoặc trong quá trình mà bạn nghiên cứu, đúng rồi, ví dụ như là các bạn làm một cái spell xong rồi cái con đó nó xuất hiện, hoặc là tự nhiên các bạn làm một cái spell xong rồi bạn nhìn thấy hình ảnh của con đó và rồi bạn tìm thấy cái con đó và bạn quyết định nuôi nó, đó chính là familiar. Familiar, đúng rồi. Và một người có thể có nhiều hơn một familiar không đi? Đương nhiên, một người có thể có nhiều hơn một familiars, nhưng đôi khi á, thì tụi mình có một cái khái niệm như sau, nó hay hơi bị nhập nhằng. Tức là có cái khái niệm là thiệt ra là familiars, một khi một cái familiar nào đó ở cái thể chất như thế này, ví dụ như khu nũ tuổi thọ của nó chỉ đâu đó tầm khoảng 2 năm thôi, nhưng mà sau 2 năm đó lỡ đâu khu nũ có bay mất tiêu thì sau đó metaphysics lại có một bạn mới, thì theo một niềm tin witchcraft nha thì khu nũ hay là cái bạn mới đó thì đều là một, tức là đó là vẫn là cái năng lượng của familiar cũ. Nhưng mà cũng có thể lúc đó mình sở hữu cả hai familiar, ví dụ như là chị Hoàng Anh chỉ có hai con cú mèo theo nghĩa tâm linh, tức là có những cái năng lượng cú mèo và đó là hai cá thể năng lượng cú mèo khác nhau, thì đó có hai cá thể độc lập và hai cá thể đó đều là familiars. Đúng rồi. Và chị Hoàng Anh còn có một con captain. Anh có thể kể về cái chuyện con captain, em thấy là nó vô hơn á. Rồi thì captain là một bạn mèo xuất hiện trong cái quá trình mà tụi mình họp lại với nhau, và chị Hoàng Anh đã kiểu như là ok bây giờ mình sẽ chính thức đi theo con đường này, ok mình sẽ chính thức đi theo cái niềm tin, cái lối sống này một cách nó chính thức và một cách nó gọi là sao ta, nó kiểu như là nó dùng chữ kiểu hơi official hơn, mình sẽ kiểu nghiêm túc, nó nghiêm túc hơn. đúng rồi nó sẽ nghiêm túc hơn, thì chú mèo đó lại xuất hiện. Chú mèo đó xuất hiện và tự nhiên bắp lại thôi thúc muốn nuôi một chú mèo, và bả lại đi tìm một chú mèo, và cái chú mèo đó lại có cái connect với bả, và bả quyết định nuôi cái chú mèo mọi đó. Mọi thứ nó đến một cách rất là ngẫu nhiên. Đúng rồi, và rất là nhiều thông tin kêu là hãy nuôi mèo đi, như kiểu như bắp vậy, mẹ con muốn nuôi mèo kiểu vậy. Đó thì tự nhiên xong rồi bả lại thôi thúc muốn nuôi mèo, và bả thấy một con mèo như vậy và bả lựa chọn, bả đem nó về nuôi. Đó. Nhưng đôi khi cũng có những cái khái niệm khác hơn về familiars. Ví dụ như một cái bạn kia, bạn đến rồi bạn nói với đi là trời anh đi anh biết familiar của em là gì không? Familiar của em là con Riffin á. Mà bạn biết Riffin là cái con gì không? Riffin là một cái loài ở trong được gọi là đúng tiếng của mình thì gọi là con bằng mã. Con bằng mã, tức là trong Harry Potter thì dịch là con bằng mã. Ủa phải bằng mã không? Không. Nó không phải bạn, nó phải gọi là con sư điểu hay điểu sư? Con sư điểu. Con sư điểu, tức là con sư tử đầu chim. Đúng rồi. Sư tử đầu chim, còn bằng mã là con chim mình ngựa. Con Pegasus được gọi là con bằng mã. Ủa đâu, con Pegasus gọi là thiên mã. Đúng rồi. Là con bỏ tôi qua bên tiếp đi. Ok. Rồi. Rồi tiếp thì con đó nó đâu có thiệt theo cái kiểu vật lý đâu đúng không? Nhưng mà bạn đó cảm nhận là bạn có một cái con bằng mã như vậy, hoặc là có một cái con Riffin đó là con sư điểu như vậy. Được không? Được. Mà quan trọng nhất của anh hay suy nghĩ nha là cái việc mà bạn có cái con đó hoặc là bạn xác định là bạn có cái con đó, nó giúp ích được gì cho bạn và tư tưởng của bạn khi thực hành phép thuật hoặc là đi trên cái con đường tâm linh của mình. Chứ không phải nhất thiết con đó là con gì. Không phải là một người có con animal, con familiar là chuột thì sẽ nhạt sợ một người có familiar là mèo. Không phải, nó chỉ là đại diện cho bạn và nó đến với bạn trong một cái form như vậy thôi. Ok. Tụi mình đang có khách, vì thế tụi mình sẽ dừng cái quay cái có khách vô, nó phải tạm ngưng lại cái đón khách cái. Lúc nào chúng tôi cũng rất là niềm nở và đồng hậu như thế. Quay trở lại cái câu chuyện hồi nãy đang dang dở, cái câu chuyện đó là familiar cũng có thể là những cái loài mà nó không có thiệt ở ngoài đời thật. Đồng ý. Mà nó là những con thú tâm linh. Ví dụ như con Mon. Thì kỳ đó con Mon nó mới hỏi là ê cái con gì mà cái đầu con voi mình sư tử gì ta, em không biết cái con đó nhưng mà nó vừa mới xuất hiện bên trong nhà của em, nhà tâm linh. Đó, nhà mở ngoặt tâm linh. Thì lúc đó mình mới nói là cái con khốt trá sĩ đó em. Thì nói con khốt trá sĩ là con gì ta? Thì nếu mà có cơ hội thì tôi sẽ để cái hình con khốt trá sĩ ở đâu đây. Khốt trá sĩ là một cái con có trong truyền thuyết của Hindu và Thái Lan. Nó có đầu là voi và mình là sư tử. Nó đại diện cho sức mạnh và cái sự trường tồn. Nếu tại vì đầu của là con voi là thể hiện cho cái sự trường tồn, còn mình là sư tử đại diện cho sức mạnh.
Thì có sự liên kết hình ảnh đó thì sao? Thì thôi sao giờ? Thì xài thôi, thì tức là trong cái quá trình mà Mon sẽ đi tìm hiểu về con đường tâm linh của mình thì sẽ gặp cái con đó rất là nhiều. Đúng rồi. Hoặc là khi mà đang làm những cái này cái nọ thì sẽ có hình ảnh của con đó xuất hiện, thì nó đứng, nó supervisor, nó quan sát mình, nó giám thị mình là câu chuyện bình thường thôi. Nó giám sát mình. Vậy. Thì mọi người có câu hỏi là tại sao lại có một con familiar không? Có thử hỏi như vậy không? Tại sao? Tại sao? Theo Thiên đi ha, thì khi mà mình giống như mọi người cũng biết là mình không phải chỉ sống một cái kiếp này, mà cái nguồn năng lượng của mình nó được trải dài trong cái dòng chảy của thời gian. Thì khi mà nó chảy dài như vậy chắc chắn nó có cái sự hao hụt. Thì có một cái thuyết đó, người ta cho rằng là những cái con familiar là những cái con nó bị hấp dẫn bởi cái nguồn năng lượng của mình được trải dài đó, và nó luôn luôn đi theo để nó ngửi, như bị ghiền cái mùi á, nó sẽ luôn luôn ngửi cái mùi đó và nó sẽ làm việc cho mình để nó được thân cận với mình, cho nó được gọi tên là familiar. Vậy thì bây giờ tại sao luôn luôn có những cái con vật đó, như đi nói hình dạng này hình dạng kia, nhưng nó luôn luôn xuất hiện khi mà bắt đầu mình bước vào cái con đường tâm linh, mình đẩy cái nguồn năng lượng của mình ra bên ngoài và nó nghe được cái mùi đó và nó sẽ tìm đến với mình và nó sẽ quốc cho mình, y như là mình kích hoạt cái con đường đó của mình. Thì trong một số cái trải bài, nó cũng có cái trải bài để kêu gọi familiar, tức là khi mà mình giấu kẻ cái năng lượng của mình kỹ quá thì nó không ngửi được cái mùi đó của mình. Thì có những cái trải bài để phát tán gọi là summon, nhà thực ra là để phát tán cái năng lượng của mình rộng ra để tìm cái con vật xung quanh đó, nó sẽ tìm đến con nào phù hợp. Rồi, to be continue, sẽ có cái clip về cái chuyện đó nha. Nghĩ sao về chuyện là hướng dẫn một trải bài để summon ấy, hoặc là hoặc là tìm ra coi là familiar của mình là ai. Rồi là con gì, xin lỗi tôi lắc quá rồi. Rồi vậy thì bây giờ nên, hồi nãy giờ chúng ta đang nhắc tới familiar. Vậy thì nó có một cái khái niệm tương tự và mọi người rất hay bị nhầm lẫn hai cái khái niệm đó là menagerie và familiar. Giống như trong tarot cũng có bộ tarot of familiar và có bộ fantastic menagerie tarot. Một bộ thì đang bán, một bộ thì up rin rồi. Đó thì vậy thì menagerie là gì, familiar nó khác menagerie như thế nào? Lấy ngay một ví dụ từ một bộ phim phù thủy cũng khá nổi tiếng nữa, đó là Harry Potter. Trong phim Harry Potter thì nó có hình ảnh là cái con chim cú, hoặc là những con chuột hoặc con ếch, thì tụi nó đều được gọi là menagerie. Đồng ý. Là thú hầu cận. Đúng rồi. Đơn giản là bạn có thể bạn nuôi nó như một cái con vật trưng, hoặc là nuôi nó như một cái vật để sai khiến làm một cái chuyện gì đó. Theo pagan, theo witchcraft thì cái menagerie nó còn có thể tham gia vào trong quá trình thực hiện phép thuật gần như như là familiar, nhưng familiar khác một xíu là familiar là nó đến và nó lặp đi lặp lại. Nhưng menagerie có thể là không. Anh cảm giác như là menagerie nó sẽ hơi physical, còn familiar nó sẽ hơi meta, đúng rồi. Meta physics, tức là anh hay tạm gọi như kiểu familiar sẽ là cái nó bị thu hút bởi mình, hoặc là nó được trao tặng cho mình một cái nguồn năng lượng, nó được trao tặng cho mình như thế nào đó. Đúng rồi. Thì đó là để cho các bạn không có làm nhầm lẫn giữa familiar và menagerie ha. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới một cái thứ mà mình đã từng nhắc trong những clip trước rồi, đó là animal spirit. Animal spirit. Rồi vậy thì như những clip trước cũng đã nhắc rồi, nhưng mà thôi bây giờ anh cũng nhắc lại luôn cho nó vui ha. Là chúng ta thường hay có ba cái, và cái này là nó là thuần năng lượng nha. Cái này nó là thuần năng lượng, tức là nó không có thật. Đúng rồi, nó chỉ là một cái hình tượng con vật thôi. Nó là dày, đầu tiên là animal totem. Thì animal totem nó có nghĩa là bạn là cái con đó. Tại vì ban đầu cái chữ totem nó có nghĩa là vật tổ, vật chủ. Thì tức là bạn là cái con đó. Ví dụ nhìn cô đi đây đó, thì chắc chắn animal totem của cô đi là con nai. Tại vì cô đi như con nai, mọi người có thể coi cách cô đi ăn bánh ướt như một con nai. Là bữa sau có clip ăn bánh ướt. Đó. Thì animal totem tức là bạn có tính cách giống con đó, và bạn được ví như là con đó về mặt năng lượng, kiểu vậy ha. Ví dụ như có những người họ sẽ rất là uyên bác thì có thể họ là con cún mèo, hoặc là có những người họ sẽ rất ấm áp thì họ sẽ là con voi, hoặc là những người mà họ sẽ rất là dễ thích nghi thì họ là con tắc kè, con kỳ đà. Đó, con tắc kè, xin lỗi, không phải kỳ đà. Con chameleon. Đúng rồi, con chameleon. Thì đó chính là animal totem ha. Animal totem các bạn có thể hơi lên mạng để làm những cái bài test. Nhưng mà animal totem nó có thể là có nhiều con cho một người á. Đồng ý. Tức là nó có thể là bạn có một cái nét tính cách nhiều hơn về cái này, nhưng mà có một nét tính cách nhiều hơn về cái kia. Nhưng mà anh em muốn nói ở đây là để các bạn biết là animal totem chính là các bạn. Bởi vì có nhiều người sẽ suy nghĩ là
tôi là tính cách của tôi như thế này mà animal spirit của tôi lại như thế kia, cái câu chuyện nó vô cùng bình thường. Đúng rồi. Ừ, tại vì vậy nè, animal spirit á là đúng nghĩa luôn á, là animal spirit là cái linh hồn thú sẽ hướng dẫn cho bạn trên cái con đường tâm linh của bạn. Ừ, như anh á là con chuồn chuồn. Bởi vì anh vừa mới nhớ lại là trong tất cả những cái thời kỳ quan trọng của cuộc sống của anh, nó luôn gắn liền với con chuồn chuồn. Như là bài thi vào đại học cũng là để con chuồn chuồn. Và mỗi khi mà anh lạc lối nhất, anh đều sẽ nhìn thấy con chuồn chuồn. Và mỗi lần nhìn thấy con chuồn chuồn, nó đều nhắc anh nhớ một cái chuyện là con chuồn chuồn á, nó là sự cân bằng. Tại vì nó, và nó là sự nhìn thấu được ảo ảnh. Tại vì nó là con vật duy nhất có thể bay được trong mưa. Con mắt nó không bị ảnh hưởng bởi nước mưa, và cánh nó có thể bay được dưới cái áp lực của mưa. Đó, cho nên đó chính là cái bài học của anh. Đó chính là cái thứ mà anh phải luôn ghi nhớ, đó là sự cân bằng, nhìn thấu được những cái ảo ảnh. Đó. Thì có thể mọi người sẽ có mỗi một con animal spirit khác. Như kiểu như là như đợt đó Thiên cũng có nói là animal spirit của Thiên là con ngài. Con ngài, tức là mỗi lần khi gặp con ngài, tức là có tin nè, y như cái con đưa tin vậy đó. Ha. Rồi, và có thêm một cái nữa, cái này nó sẽ hơi ít các bạn sử dụng, đó chính là animal power. Tức là cái con animal power, tức là các bạn đã biết animal totem của mình rồi, các bạn biết animal spirit của mình rồi, và các bạn cảm thấy mình bị thiếu một cái nguồn năng lượng như thế nào đó, và bạn nghĩ là cái con đó nó rất là phù hợp với nó. Ví dụ như những người quá sừng sững về mặt năng lượng đi, kiểu như họ luôn cho đi, thì họ hãy có một con animal power là con mèo, để nó chơi đùa nhiều hơn, nó lười biếng nhiều hơn, kiểu vậy đó. Và những người không cân bằng được thì hãy là con chuồn chuồn để nó cân bằng mình lại, tại khi quật con chuồn chuồn là harmony. Đó, thì animal power sẽ được các bạn làm trong những cái nghi thức, hoặc là trong những cái trải bài, hoặc là bạn có thể kêu gọi đến nó để cho các bạn cái nguồn năng lượng mà các bạn cần. Ví dụ như các bạn đang cảm thấy cuộc đời mình quá ba chấm rồi, tôi muốn thay đổi, gọi năng lượng con rắn để lột da, vậy đó. Đó chính là ba cái khái niệm mà các bạn rất hay nhầm lẫn với nhau, và hôm nay anh muốn nói để các bạn phân định nó ra luôn. Thì ra cái khái niệm này Dia cũng nhầm lẫn á. Bởi vì đối với Dia, animal totem, animal power và spirit animal nó là một hết. Tại vì nó giống. Đúng rồi, tại giống vì nhau. Đi xài ba cái thứ đó. Đúng rồi, liên tục. Ba thứ đó đối với Dia nó là một. Bởi vì là giống như là con vật tổ đi, nó là animal totem, thì vật tổ của Dia là con cáo. Tức là trong một suốt một khoảng thời gian dài, mọi người nhìn vô đi, mọi người đều nói là mày là con cáo. Tức là nhìn mặt rất là con cáo. Hay là gặp một người bạn, hoặc là gặp đi đã có một lần được một người khác gọi không phải là con cáo. Đó là qua nhà của một cái người mẹ của một người em. Sau đó mẹ người em đó nói đi là đi có tướng tinh của con hổ trắng. Đó, cái kiện tướng tinh nó tướng tinh chính là animal totem. Đó, chính xác là như vậy. Thì càng dễ tra hơn nữa, tại vì Việt Nam mình cũng có khái niệm là tướng tinh. Rồi bạn sinh năm con gì, bạn tuổi con gì, và cầm tinh con gì. Là cái kiểu như vậy, nó là cái con vật tổ. Thì vật tổ này là con cáo. Nó là con cáo. Sau đó tới animal spirit. Animal spirit của Dia là nó sẽ luôn xuất hiện vào những cái lúc mà rất quan trọng, như những thứ như là sự lột xác, hoặc là cần phải vượt qua một cái gì đó khó khăn, là con rắn. Cực kỳ luôn. Là Dia đã rất nhiều lần nhìn thấy rắn. Rất nhiều lần nhìn thấy rắn. Và càng ngày mức độ nhìn thấy rắn của mình nó càng nhiều. Và những cái con rắn của mình nó siêu tốt. Nó nghĩa là những cái giấc mơ, những cái lý giải về mặt hình ảnh, nó luôn luôn có những cái thông điệp rất là đáng nghe. Vậy mà đến khi có con rắn thật thì nó lại bỏ mình mà đi. Và thiệt ra là đi cảm thấy đi không phù hợp với cái việc là nuôi con rắn đó. Có thể là bởi vì là animal spirit của mình là con rắn rồi. Và người ta nói một câu là một con rắn không ở một tổ. Hai con rắn không ở một tổ, xin lỗi. Một con rắn thì phải ở một tổ rồi. Hai loại. Cho nên đi đã đổi con rắn nó thành một con khác. Rồi, có thể sẽ đến một clip nào đó sẽ giới thiệu cho bạn mới đó, rồi, cho rồi, sau. Đó. Okay. Hoặc là các bạn có thể lên Metaphysics để gặp trực tiếp bạn đó tên hơi dài. Đúng rồi. Còn nếu animal power thì nó sẽ là con nai. Bởi vì là cái chữ Dia của em ấy, mình nó là chỉ mới xuất hiện tầm cách đây tầm khoảng 4-5 năm thôi. Chứ trước đó em vẫn xưng hô bằng tên thật. Mãi cho đến em mượn năng lượng của chữ Dia, mượn năng lượng của con nai, mượn năng lượng của một cái vị thầy đứng sau hình ảnh đó. Thì em mới như thế này, em mới ở đây, em mới ngồi nói chuyện theo cái kiểu như vậy. Ok, rất tuyệt vời, đúng rồi. Vậy là animal power của Dia là con nai đó. Hợp lý. Là kiểu vậy. Đồng ý. Và cái animal power mình có thể hiểu đơn giản, nó thường gắn liền với cái guardian của mình, nó thường thôi nha, thường gắn liền với guardian của mình. Nó giống như là ở trong Harry Potter, một cái chi tiết kỳ ảo
trong phim nhưng mà nó cũng khá là có căn cứ ở trong with rap. Tức là trong phim có cái expecto patronum để kêu gọi thần hộ mệnh, thì cái thần hộ mệnh đó chính là cái animal powers, đúng hay rồi. Nó gọi là cái guardian của mình á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì chắc anh sẽ phải suy nghĩ lại, vậy chắc là animal power của anh chắc là anh voi. Đồng ý. Tôi thấy nên đường hợp lý mà. Nó cạn. Đó, vì thế cho nên ngày hôm nay tụi mình đã nêu ra rất nhiều khái niệm, đó là nhóm khái niệm của các loại tinh thần thú gồm animal totem, animal spirit và animal power. Và nhóm còn lại là các dạng nhóm thú hầu cận hoặc là thú để thực hành trong phép thuật, được gọi là được gọi là familiars và menagerie. Đó, và những cái khái niệm nó quá rõ ràng rồi. Thiệt ra là những cái này nó là những cái ý hiểu hết sức cơ bản, và do tụi mình hiểu qua cái quá trình mà tụi mình đọc sách rồi, đúng rồi, trải nghiệm rồi. Đúng, bởi vì đôi khi trong sách nó sẽ ghi hơi khác một xíu. Đồng ý, tại vì trên sách dù sao cũng là lý thuyết thôi, và các bạn phải biết là tụi mình lên đây nói là đã là cái sự đúc kết của tụi mình. Và có tra sách rồi. Và như các bạn thấy đó, là trên đây đều kể là mình như thế nào, đi như thế nào, tức là mình đang kể về cái của mình, trải nghiệm của mình nha các bạn. Cho nên nếu như mà các bạn cũng có những trải nghiệm mà muốn chia sẻ, các bạn có thể leave a comment ở dưới, mình đúng có rồi. Thể comment ở dưới và tụi mình sẽ làm nhiều clip hơn về những cái này. Đúng rồi. Và nếu mà các bạn muốn tìm một cái cuốn sách nào để đọc về những cái nội dung này, thì ra ở Metaphysics luôn luôn có những cái đầu sách rất là thú vị. Ngay cả những cái đầu sách mà đi tra về managerial familiars là những cái đầu sách mà ở Metaphysics có. Cho nên các bạn có thể đến để mà thử xem là mình có duyên với một cái quyển sách nào đó hay không, một cái cuốn sách hay đó để bạn có thể mang về. Đồng còn ý. Lại thì mọi thứ sẽ liên hệ Metaphysics với bài tarot mới ở đúng không? Với bài tarot và nhiều hơn thế nữa, ví dụ như một chiếc bạc phù thủy thật xinh, một phút cho quảng cáo. Còn bây giờ thì chắc là clip cũng đủ dày rồi, cho nên là tụi mình sẽ cùng nhau chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.